Xin chào tất cả các bác. Có lẽ đây là cái clip mà các bác đang trông đợi nhất. Đó là chương trình đào tạo salesman mà cách đây không lâu trong thời gian Pioneer em đã có truyền thông tới các bác. Và ngày hôm nay thì chính thức bên em đã sắp xếp được thời gian và đã mời được các chuyên gia về để đào tạo cũng như chia sẻ toàn bộ cái chương trình này đến tất cả các bác. Và em tin rằng đây là chính là một cái chương trình mà rất hot mà rất nhiều người đang mong muốn chờ đợi. Và chương trình này sẽ diễn ra vào hai khóa đầu tiên của tháng 6 này. Vào tháng 6 chúng ta sẽ tổ chức chương trình salesman về KTV, tức là về karaoke. KTV tức là về karaoke đấy, về karaoke, về phòng hát gia đình rồi phòng hát karaoke chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và vào tháng 7 hoặc tháng 8 chúng ta sẽ có chương trình đào tạo salesman dành cho Line Array biểu diễn. Và có thể lúc đó sẽ là cả một dàn Line Array của Lexo trị giá khoảng tầm 5 tỷ. Một bộ dàn Lexo khoảng 5 tỷ có thể sẽ được tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8 của năm 2020. Đây là một chương trình rất hấp dẫn và bên em đang làm việc với Lexo của Pháp để thực hiện được chương trình này. Hy vọng rằng sẽ thực hiện được thành công. Và trước mắt ngay bây giờ thì bên em đang tổ chức chương trình đó là đào tạo salesman dành cho kỹ thuật viên âm thanh karaoke. Và chương trình này thì lại hơi chia buồn đến các bác khách hàng, đó là như sau. Chương trình này bên em sẽ chỉ dành cho kỹ thuật viên, tức là những người đang làm trong lĩnh vực âm thanh. Bởi vì chương trình này cũng là một chương trình liên quan đến nâng cấp, một khóa học nâng cấp và cao cấp. Thì ít nhất phải cần những người có kiến thức căn bản đã. Nếu như các bạn đam mê âm thanh muốn học thì nó có một cái rằng là cái kiến thức nền tảng các bạn chưa có. Thì chúng ta sẽ dành vào khóa sau. Và khóa đầu tiên này bên em đang tổ chức ra dành cho những người kỹ thuật viên đã làm trong lĩnh vực âm thanh, hoặc là những cửa hàng bán âm thanh, hoặc là những công ty đang làm về âm thanh mà cần cử kỹ thuật đi học. Thì đây chính là một chương trình hoàn toàn miễn phí. Và chương trình này do ProSar kết hợp cùng Vinori để tổ chức. Và có một điểm đặc biệt trong chương trình này, đó là chương trình này thứ nhất là tổ chức hoàn toàn miễn phí và học liên tục trong 2 ngày. Lịch học một lát nữa em sẽ chia sẻ. Học liên tục trong 2 ngày và số lượng học trên một khóa chỉ là 15 người trên một khóa. Bên em sẽ tổ chức hai khóa học. Khóa học đầu tiên vào ngày 19-20, khóa học thứ hai là vào ngày 23-24 tháng 6 này, tức trong một tháng bên em tổ chức hai khóa. Và mỗi một khóa tối đa là 15 học viên. Tối đa là 15 học viên. Và thứ nhất về các chương trình, các huấn luyện viên và các người chia sẻ trong chương trình này, đó là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề setup, căn chỉnh hệ thống karaoke. Không biết rằng các bác đang xem clip này, các bác không hiểu rằng ý đồ của ông VinhAudio77 và ProSound tổ chức chương trình này ra mục đích là gì, đúng không ạ? Ai làm gì người ta cũng sẽ phải có mục đích, đúng không ạ? Ông này tổ chức ra mục đích này để bán hàng, hay là ông định quảng bá cái thương hiệu gì cho anh em chúng tôi, đúng không ạ? Thì bên em có thể truyền thông một cách rõ ràng như sau. Toàn bộ chương trình này là chương trình tổ chức hoàn toàn miễn phí, không thu phí. Đặc biệt trong 2 ngày học này, tất cả quý vị sẽ được công ty hỗ trợ tiền ăn. Và toàn bộ những các bác ở xa thì đều được công ty hỗ trợ và ở khách sạn luôn. Tức là hỗ trợ tiền ăn trong xuyên suốt 2 ngày, hỗ trợ tiền ở khách sạn trong xuyên suốt 2 ngày để học được chương trình này. Rồi, ok, một câu hỏi nữa, đó là tại sao VinhAudio77 và ProSound lại tổ chức ra chương trình tốn nhiều chi phí như này? Thì mục đích của chương trình này đó là gì? Mục đích đơn giản duy nhất mà ngay từ khi chúng tôi tổ chức chương trình Pioneer chúng tôi mong muốn, đó là chúng tôi muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất cho thị trường và không mong muốn cái lợi ích cho cá nhân mình. Chỉ mong muốn một điều duy nhất của ban lãnh đạo công ty chúng tôi là mong muốn lan tỏa những giá trị cho cộng đồng và mong muốn thị trường âm thanh trở nên sôi động hơn, thị trường âm thanh tại thị trường Việt Nam trở lên ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi cam kết rằng trong xuyên suốt cái khóa đào tạo này không bán hàng, không nói về sản phẩm, không nói về bất cứ một sản phẩm gì mà chúng tôi đang có. Và khi các bạn làm với hãng nào đó, khi các bạn đang làm việc, đang bán hàng gì đấy thì các bạn vẫn bán hàng bình thường. Chúng tôi cam kết trong chương trình này chúng tôi không quảng bá chương trình, không thương mại toàn bộ bất cứ gì trong hai khóa học này và tổng là 4 buổi. Toàn bộ chương trình này là chương trình chúng tôi móc tất cả những ruột gan của chúng tôi ra để chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Tất cả những kinh nghiệm bao nhiêu năm, chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia mà chúng tôi tự tin rằng hàng đầu trong công ty chúng tôi thôi. Việt Nam thì có rất nhiều người giỏi và chúng tôi mong muốn chia sẻ toàn bộ những bí quyết đó cho tất cả quý vị để cho quý vị có thể là phục vụ được khách hàng của mình tốt hơn và giúp cho quý vị khai thác được những đồ âm thanh nó hiệu quả hơn. Tại vì đa phần tất cả mọi người bây giờ thì và đa phần là toàn học kiểu như là học tự mò, đúng không ạ? Thì chúng ta chưa có được những cái định nghĩa chính xác, và đôi khi cũng không biết là làm thế này có đúng hay không, hay làm như kia có đúng hay không, đúng không ạ? Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, và chúng tôi có những người kỹ thuật rất là tuyệt vời, kinh nghiệm rất là đầy mình, và chúng tôi luôn mong muốn happy và chia sẻ đến cho cộng đồng tất cả những kiến thức mà chúng tôi có. Chúng tôi tin chắc chắn rằng sau khi mà tất cả quý vị trải qua hai khóa học này và 2 ngày học trên một khóa này, thì quý vị sẽ nhận được rất nhiều các kiến thức và sẽ giúp ích được rất nhiều. Chúng tôi tự tin rằng nó sẽ giúp ích được cho quý vị rất nhiều trong quá trình làm việc của tất cả quý vị. Và xuyên suốt chương trình này chúng tôi sẽ học trong 2 ngày như sau. Khóa đầu tiên chúng tôi tổ chức đó là khóa kỹ thuật viên karaoke về chuyên sâu các bác nhé. Chuyên sâu tức là dành, đầu tiên là đối tượng tham gia đó là các kỹ thuật viên âm thanh, những người đang bán lẻ trong lĩnh vực âm thanh hay là những người đã biết về âm thanh rồi. Đương nhiên thì tất cả quý vị đến chương trình này, quý vị phải chứng minh cho chúng tôi biết là quý vị đang là người kỹ thuật và đang làm việc trong lĩnh vực âm thanh, chứ không phải là những người đam mê âm thanh. Những người đam mê âm thanh, những khách hàng, như tất cả quý vị ấy, chúng ta dành vào một buổi sau. Và đối tượng tối đa trên một lớp này đó là 15 người trên một khóa, để chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng. Chúng tôi đang có 2 phòng demo karaoke, và tất cả quý vị sẽ được chia ra làm 7 người một lớp và sẽ được thực hành trên hệ thống RTA. Mỗi một công ty hay một cửa hàng chỉ được phép 1 người đi học. Ví dụ như VinhAudio, ví dụ đơn giản chẳng hạn, VinhAudio 7 đang muốn đi học khóa học này, đúng không ạ? Nhưng tôi vẫn muốn đi học, kỹ thuật của tôi cũng muốn đi học, đúng không ạ? Thì không thể được, tại vì chúng tôi muốn lan tỏa rộng hơn và lan tỏa trực tiếp cho người kỹ thuật lên. Một là chủ sẽ phải đi học, hai là phải cho nhân viên đi học. Đó, thì chương trình này, chương trình mỗi một công ty sẽ chỉ được 1 người đi học khóa học này. Và chúng tôi thời gian đào tạo là liên tục trong 2 ngày, từ sáng đến chiều và từ sáng đến chiều, đúng không ạ? Địa điểm tổ chức chương trình học này đó là công ty ProSar Việt Nam. Tất cả cái này thì quý vị có thể lên Google Maps để định vị, đúng không ạ? Chúng ta ở Trung Văn, Hà Nội. Và toàn bộ xuyên suốt 2 ngày học này thì các bạn sẽ được hỗ trợ tiền ăn. Các bạn học viên sẽ được ở khách sạn trong xuyên suốt 2 ngày học này. Đó. Và điều kiện tham gia rất đơn giản. Tất cả các bạn chứng minh được rằng mình đang là kỹ thuật, đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Tại vì nếu như các bạn chưa có nền tảng kiến thức cơ bản thì các bạn học khóa này thì các bạn sẽ rất là lãng phí, và chúng tôi rất là mệt. Bởi vì chúng tôi chỉ chia sẻ những kiến thức chuyên sâu để cho những kỹ thuật làm được việc luôn, đúng không ạ? Và tất cả khóa học này thì tất cả quý vị đều phải cam kết một chúng tôi một điều rằng quý vị phải học hết đủ 4 buổi này. Nếu như trong mấy 4 buổi học đó mà quý vị bận chẳng hạn thì quý vị có thể hẹn khóa sau, chứ không nên tham gia. Ví dụ tôi có thể học 3 buổi thôi, 1 buổi tôi nghỉ thì rất là phí, thì chúng tôi không chấp nhận điều đó. Bắt buộc phải học xuyên suốt 4 buổi. Và trước khi học thì các quý vị, trước khi đi học khóa học này thì quý vị cần chuẩn bị thứ nhất là laptop, và thứ hai trong laptop phải cài sẵn Smaart V7 hoặc V8 để chúng ta học RTA căn chỉnh, đúng không ạ? Về chi tiết khóa học như sau. Về ngày 1, ngày đầu tiên đó là ngày 19 ạ, và buổi sáng 8:30 chúng ta sẽ bắt đầu học lý thuyết căn bản về âm thanh, liên quan đến trở kháng, liên quan đến hệ thống cách đấu nối, rồi cách phối hợp loa đẩy ra sao cho hợp lý. Nói chung là buổi sáng chúng ta sẽ học về lý thuyết chuyên sâu để quý vị hình dung được rằng là cái lý thuyết về âm thanh như nào. Đa phần là chúng ta học về tự mò, đúng không ạ? Và trong buổi sáng đó, 1/2 thời gian chúng ta sẽ học về lý thuyết căn bản, và 1/2 buổi sáng chúng ta sẽ được trực tiếp xuống kho của chúng tôi để trải nghiệm Line Array. Thế nào là dàn Line Array chuẩn, thế nào là dàn Line Array nghe hay và setup thế nào, đúng không ạ? Thì trong buổi sáng đó chúng ta sẽ được trải nghiệm nghe trực tiếp cái dàn Line Array. Và buổi chiều từ 13:30 đến 17:00 chúng ta sẽ học tính năng và khai thác những dòng vang số đời mới nhất hiện nay. Chúng ta có thể chọn một dòng vang bất kỳ, hoặc tất cả quý vị có thể cầm vang mà phổ thông đang trên thị trường mà quý vị đang hay dùng ấy ạ, thì chúng ta có thể học trực tiếp những con vang đó, không nhất thiết cần phải là vang của ai hay là vang của thương hiệu nào, đúng không ạ? Vào ngày thứ hai tiếp tục là từ 18:30 đến 11:00 chúng ta sẽ học về chuyên sâu về căn chỉnh phòng hát. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu thực hành, để chúng ta thực hành trên chính cái phòng demo của chúng tôi, và chúng ta sẽ bắt đầu học về RTA cũng như là cách căn pha chỉnh súp cũng như là mọi thứ. Và buổi chiều và ngày cuối cùng đó là ngày 20 đấy ạ, cũng là từ 13:30 đến 17:00 thì chúng ta sẽ học về chuyên sâu về căn chỉnh phòng hát. Đó, nội dung xuyên suốt một khóa học đó chúng ta sẽ học những cái đó. Và tôi tin chắc rằng sau khi mà quý vị học xong 2 ngày học này thì quý vị sẽ có rất nhiều cái kiến thức bổ ích và giúp quý vị có thể tự tin hơn trong việc mà căn chỉnh phòng hát, cũng như là tự tin hơn trong cái công việc của mình. Và chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa những giá trị này đến cho cộng đồng, và mong muốn tất cả quý vị là những người chuyên nghiệp, là những người mà cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng và làm việc với đúng lương tâm của mình. Ngoài ra, như chúng tôi nói ngay từ ban đầu đấy ạ, chúng tôi cam kết chương trình này là không bán hàng và không thương mại. Tất cả chúng tôi chỉ với một tâm nguyện duy nhất, đó là lan tỏa những giá trị mà chúng tôi đang có cho cộng đồng. Không mong muốn là chúng tôi bán hàng, hay chúng tôi cũng không mong muốn là quý vị bán hàng của chúng tôi, hay toàn bộ xuyên suốt chương trình này chúng tôi sẽ không nói bất cứ một chương trình gì liên quan đến thương mại và bán hàng. Tất cả xuyên suốt chương trình này đó là kỹ thuật. Toàn bộ chương trình này chúng tôi mong muốn chia sẻ kỹ thuật đến cho tất cả quý vị, không mong muốn nhận lại bất cứ một thứ gì cả. Cái mục đích mà chúng tôi mong muốn duy nhất đó là chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị này cho cộng đồng và giúp cho cái cộng đồng âm thanh tại thị trường Việt Nam phát triển tốt hơn nữa, và giúp cho tất cả quý vị hiểu rõ về kỹ thuật cũng như để phục vụ được khách hàng của mình tốt nhất và khai thác được những bộ dàn của mình một cách hiệu quả nhất và đem đến cho khách hàng những sự trải nghiệm mới nhất, những sự phục vụ chuyên nghiệp nhất. Thì chúng tôi mong muốn duy nhất một điều đó. Chúng tôi có thể nói nhá hình nhanh một chút đến cái chương trình tháng 7 và tháng 8 là chúng tôi đang làm việc với Lexo của Pháp. Và hiện tại nếu như tình hình dịch Covid mà có thể là suy giảm xuống thì chúng ta sẽ mời được các chuyên gia của Lexo tại trường Việt Nam, biết đâu đó có thể là quốc tế, nhưng mà chuyên gia của Việt Nam về Lexo đại diện Lexo tại Việt Nam có thể về training trực tiếp. Và lúc đó tất cả quý vị sẽ mở chương trình public dành cho kỹ thuật viên, dành cho những người đam mê âm thanh, dành cho tất cả mọi người. Thì hẹn tất cả quý vị vào chương trình đào tạo Shaman Pro ở chương trình vào tháng 7 hoặc tháng 8, đúng không ạ? Còn trong tháng 6 này chúng tôi tổ chức hai chương trình đào tạo về KTV dành cho các kỹ thuật viên âm thanh, nên là sẽ dành cho tất cả các quý vị, dành cho tất cả các quý vị đam mê âm thanh vào buổi ngày tháng 7 và tháng 8 tất cả quý vị nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong các clip tiếp theo. Hy vọng sẽ được gặp các kỹ thuật viên trong ngày 19, 20 và 23 và 24. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các clip tiếp theo.